đến đó và trải nghiệm chiếc xe là được. Ok, như video chúng ta vừa xem, đây là bạn mèo đang bị sốc kháng sinh, đấy, chảy dãi. Thì bạn mèo này sau khi mà mình nghi ngờ cái hướng mà bị nhiễm côn trùng á, mình đã sử dụng thuốc Ceftochil. Thì trong cái nhóm trong cái thuốc Ceftochil thì nó chứa đây thuốc Ceftochil. Thì trong cái thuốc Ceftochil này nó chứa nhóm sulfonamide, và cái nhóm thuốc sulfonamide này nó cũng hỗ trợ trong việc mà điều trị cái bệnh nhiễm côn trùng rất là ok. Thì cái tình trạng mà chảy dãi của bạn mèo nó kéo dài trong vòng khoảng 30 đến 45 phút, và sau đó thì nó lại trở lại bình thường. Và sau khi mà chảy dãi thì nó sẽ có bị sốt nó khoảng lên tới 39.5 so với nhiệt độ bình thường là 39.2. Đấy, thì trong cái trường hợp này mình cũng không có tiến hành là truyền dịch hay là tiêm kháng histamine để giảm cái dị ứng, do cái việc mình sử dụng cái liều thuốc Ceftochil này phù hợp với cân nặng của bạn mèo, nên không có việc xảy ra là quá liều. Đấy, chỉ là bạn khá là dị ứng với nhóm sulfonamide trong cái thuốc Ceftochil này. Mình đã sử dụng cái Ceftochil này trong rất nhiều trường hợp những bạn chó và mèo nhiễm côn trùng và mọi thứ đều rất là ok. Đấy, thì cũng có một số bạn cũng do tùy thuộc vào cơ địa dẫn đến là nó dị ứng. Thì các bạn lưu ý ha, trong cái quá trình mà mình sử dụng thuốc như là thuốc Ceftochil đúng không, mình sẽ đặc biệt lưu ý với một số bạn mèo đúng không, sau khi tiêm mình có thể là theo dõi khoảng tầm 5 đến 10 phút cái kháng sinh đấy để xem coi là nó có phản ứng gì đặc biệt hay không. Đấy, sau tầm 5 đến 10 phút là mình trao đổi với khách nha, mà đồng thời mình quan sát với con thú để xem có vấn đề gì đặc biệt để chúng ta có cái phương án xử lý cho nó phù hợp. Chứ đợi khi mà khách hàng người ta mang về tới nhà rồi thấy con mèo nó chảy dãi quá trời rồi nó cũng mệt lả đi thì thực sự là nó không có hay ha. Ok, thì chúng ta rút kinh nghiệm với nhóm thuốc Ceftochil, kinh nghiệm của mình, mong mọi người cũng cẩn thận với một số nhóm kháng sinh mà nó có cái nguy cơ dị ứng cao.